Ngày 23 tháng 7, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng đăng kiểm Việt Nam và hơn 250 bị cáo khác diễn ra tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tiết lộ tình tiết ông Hà bị lừa 100.000 đô la Mỹ. Theo cáo trạng, cuối năm 2022, khi biết các trung tâm đăng kiểm phía Nam bị điều tra, ông Hà lo sợ hành vi nhận hối lộ của mình bị phát hiện. Do đó, ông nhờ lại Thái Phong, phó tránh văn phòng cục đăng kiểm Việt Nam, tìm người có thể tìm hiểu thông tin điều tra vụ án. Phong đã giới thiệu Nguyễn Văn Trung, người được cho là có quen biết nhiều công an, có thể lấy được thông tin điều tra. Ông Hà sau đó chỉ đạo Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, và đổi hơn 2,3 tỷ đồng lấy 100.000 đô la Mỹ và đưa số tiền này cho Trung. Tuy nhiên, Trung không thực hiện theo đề nghị của ông Hà mà chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí, không cung cấp được thông tin như hứa hẹn và chiếm đoạt số tiền. Đến đầu năm 2023, khi Phong bị công an triệu tập, Trung đã trả lại 99.000 đô la Mỹ và đến cơ quan điều tra đầu thú. Quá trình điều tra, ông Hà thừa nhận hành vi sai phạm, nhận hối lộ tổng cộng 8,8 tỷ đồng từ các phòng ban thuộc Cục Đăng Kiểm và các trung tâm đăng kiểm. Ông Hà và người tiền nhiệm Trần Kỳ Hình được xác định có vai trò quan trọng nhất trong vụ án này. Theo đó, Nguyễn Văn Trung bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi lại Thái Phong bị truy tố tội môi giới hối lộ. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 tháng, tiếp tục làm rõ các tội danh của hơn 250 bị cáo khác liên quan đến giả mạo, sản xuất và sử dụng phần mềm trái pháp luật, xâm phạm mạng máy tính, làm giả tài liệu, lừa đảo và tham ô tài sản